Australia Vitamins Wholesale là nơi chuyên cung cấp xỉ lẻ các loại thực phẩm chức năng được sản xuất tại Úc cũng như tất cả các loại sữa bột dành cho trẻ em và người lớn với mức giá phải chăng. Tất cả những mặt hàng của Australia Vitamins đều có trên website của công ty. Đặc biệt Australia Vitamins cũng là nơi mà khách hàng có thể tin tưởng gửi quà về cho thân nhân và gia đình của mình tại Việt Nam. Phương châm của Australia Vitamins là nhận gửi quà với giá cả phải chăng và giao hàng tận nhà cho tất cả khách hàng từ Nam đến Bắc. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc số điện thoại 02-8764-3564 hoặc đến thẳng cửa hàng tại số 4/68 John Street, Cabramatta, New South Wales 2166. Nhà hàng Liberty Palace với phong cảnh sang trọng, hiện đại và ấm cúng, cùng dàn đầu bếp chuyên nghiệp, nơi lý tưởng để tổ chức các bữa tiệc cưới hỏi, sinh nhật cũng như họp mặt bạn bè. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chiêu đãi, chắc chắn nhà hàng Liberty sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của quý khách để tất cả các bữa tiệc lớn nhỏ đều được hoàn hảo, bảo đảm là quý khách sẽ hài lòng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Peter Hồng qua số 0408 066 966 hoặc đến thẳng địa chỉ 2/256 Chapel, Bankstown, New South Wales 2200. Lily rất hân hạnh được trở lại với quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự nước Úc. Và đồng hành cùng với Lily trong chương trình ngày hôm nay để có kế toán gia Paul Huy Nguyễn. Vâng, xin chào anh Huy. Vâng, chào Lily và chào tất cả quý vị. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chiến dịch vận động tranh cử ở Úc thì cũng đã bước qua được 2 tuần. Và như vậy là hai chính đảng chính, tức là Liên đảng Tự do Quốc gia của Thủ tướng Scott Morrison và Đảng Lao động của lãnh tụ Anthony Albanese sẽ chỉ còn 4 tuần nữa để vận động thuyết phục cử tri. Và vào đúng cái thời điểm vận động tranh cử bắt đầu quyết liệt này, thì nước Úc lại nổi lên rất nhiều vấn đề liên quan đến cơm áo gạo tiền của các cử tri. Và do vậy mà được gần như tất cả các cử tri đều rất quan tâm. Cũng như là cái bài toán khó giải muôn thuở, đó là vấn đề sở hữu nhà cho đặc biệt cho giới trẻ ở Úc Châu. Tất nhiên do đang trong giai đoạn vận động tranh cử nên hai chính đảng đều phải cố gắng gãi đúng chỗ ngứa của cử tri bằng cách là đưa ra những cái cam kết thoạt nghe thì rất là hấp dẫn, nhưng mà nếu mà phân tích đi sâu thì có lẽ cũng khiến nhiều người không hài lòng lắm. Mà đáng quan tâm nhất đó là cái vấn đề mà giá cả sinh hoạt leo thang hiện nay trong bối cảnh thì tiền lương thì lại không gia tăng, hay nói một cách khác là cư dân Úc đang nghèo đi. Và thưa anh Huy, thì không hiểu là cái vấn đề này thì có làm nảy sinh những cái vấn nạn xã hội hay không, nếu mà các cái biện pháp hỗ trợ của chính phủ dường như không giúp ích mấy. Dạ vâng, thì khi mà Lily nói cái vấn đề cơm áo gạo tiền đó, đó là những vấn đề rất thực tế mà nhiều người dân quan tâm và cái cử tri cũng phải quan tâm. Vấn nạn thì chúng ta có trong xã hội, khi mà nói cái sự tiền thì lúc nào có giới hạn và ai cũng phải cân đo đong đếm. Là chứ chúng ta nói cho nó hơi dân gian mà thật sự nó là như vậy. Thì khi mà chúng ta nói về vấn nạn của kinh tế đó, nạn thất nghiệp cao cũng là vấn nạn. Thì nó sinh ra, nếu mà ai cái tỷ lệ thất nghiệp nó cao quá, đưa ra những cái bao nhiêu cái tỷ người không có việc làm sẽ nảy sinh ra những hệ lụy của xã hội. Lạm phát, vật giá leo thang nó cũng làm cho chi ngân sách gia đình bị eo hẹp, nó là một cái vấn nạn. Vấn nạn về nhà cửa, rồi tất cả về vấn nạn về không có đủ tiền trả một cái, đó là những cái vấn nạn mà cử tri lúc nào cũng mong đợi có những câu trả lời. Trong cái thời điểm hiện tại này đó thì chúng ta không ít ai nhắc đến tỷ lệ thất nghiệp, tại vì ai cũng biết tỷ lệ nghiệp rất là thấp. Sau cái Covid thì được cái sự phục hồi nó rất là mạnh mẽ, và cũng may là nước Úc có được một cái tỷ lệ thất nghiệp ngang ngửa với những cái nước trên thế giới. Hoa Kỳ cũng có tỷ lệ thất thấp. Toàn cầu không có lo về vấn nạn tỷ lệ thất nghiệp nữa. Nhưng một cái vấn nạn khác là vật giá leo thang. Thì khi mà vật giá leo thang đó Lily, thì nó sẽ dẫn đến những cái hệ lụy như là những người nghèo, những người có cái lợi tức khiêm tốn, lợi tức cố định sẽ bị đẩy vô trong cái tình trạng thiếu hụt. Và từ đó nó nảy sinh ra càng thiếu hụt thì lại phản on credit. Chúng ta hay dùng chữ credit là mình xài hay là vay nợ đấy. vay nợ hay là mua trước trả sau đó. Thì rất là nhiều lần chúng ta nói về cái đề tài đó, và càng ngày nếu vật giá tiếp tục leo thang và lạm phát càng giống như là bị bùng nổ đó, thì chúng ta lại có một cái vấn nạn kế đến là cái vấn nạn người không những là cái số nợ của người Úc
nó đã gia tăng vào một cái, ở cái mức độ khá cao so với tất cả các nước phát triển trên thế giới, thì nó sẽ cao hơn và nó sẽ làm cho những người túng thiếu hơn. Và trong một cái xã hội, thưa quý vị, chúng ta có hai cái vấn nạn mà về kinh tế là hai kẻ thù lớn nhất, đó là nạn thất nghiệp và lạm phát. Hai cái đó thì chúng một trong hai, nếu mà cả hai mà đều bị nó thì là nước Úc chúng ta sẽ có vấn đề lớn. Nhưng hiện bây giờ chúng ta đang phải đương đầu với một chỉ vấn đề một vấn đề lạm phát. Thôi. Và rất may mắn là kinh tế nước Úc thì sau đại dịch thì lại phục hồi khá mạnh mẽ. Và như anh nói là cái tỷ lệ thất nghiệp cũng ở mức rất thấp, tức là 4%. Nhưng mà cũng rất may mắn là chỉ có một cái yếu tố đó thôi. Chứ còn cái vấn đề riêng vấn đề lạm phát thì phải gia tăng rồi. Và cái vấn đề này thì ngân hàng chữ kim chắc chắn sẽ sớm gia tăng cái lạm phát, lãi suất để quân bình nó lại. Và chứ không thôi thì cái núi nợ nó càng cao hơn. Lạm phát nó sẽ đi liền với cái núi nợ. Và nước Úc chúng ta là đã bị qua một những cái bao nhiêu những cái năm mà gọi là housing boom, nó dẫn đến cái vấn đề nợ. Mà vật giá leo thang nữa lại càng đè thêm một gánh nặng nữa cho người dân. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vấn đề giá cả leo thang thì đó là không chỉ nói đến những cái vật dụng mà chúng ta mua sinh hoạt hàng ngày hay là thực phẩm chúng ta sử ăn uống hàng ngày, mà chưa kể nói đến cái vấn đề nhà cửa thì có lẽ lại càng xa tầm với so với nhiều người, đặc biệt là trong giới trẻ. Và trong bối cảnh này thì tuần qua thì cũng có một cái công trình nghiên cứu mới công bố một cái kết quả mà cũng gây rất nhiều ngạc nhiên. Đó là cụ thể cái nghiên cứu này cho thấy là trong năm 2020 đến 2021 thì ở Úc có 41.652 người Úc trong cái độ tuổi từ 15 đến 24 phải tìm kiếm các cái dịch vụ dành cho người vô gia cư. Và đây là một con số thực tế là rất khó tin ở một đất nước phát triển như Úc Châu. Mà nguyên nhân chính là do giá nhà đi thuê cũng quá cao, khi mà đa số những người trẻ phải trả tới 30 thậm chí trên 50% cái thu nhập hàng tuần của mình để cho việc mà thuê phòng ở. Đó là vấn đề đi thuê, còn chưa nói đến vấn đề mà đi mua nhà. Thì nghiên cứu cũng cho thấy là 2/3 giới trẻ Úc Châu đã phải từ bỏ giấc mơ sở hữu cái ngôi nhà đầu tiên của mình. Vậy thưa anh Huy, chính phủ thì liên đảng thì từ 1-2 năm nay thì cũng có rất nhiều cái chương trình để hỗ trợ những người dân mua nhà đầu tiên, tức là nhắm vào giới trẻ. Thế nhưng mà sao vẫn để xảy ra cái tình trạng như vậy? Thật sự ra mà nói, Lily, trong suốt gần hơn một thập niên qua, tất cả các đảng phái chính trị đã nắm chính quyền ở cấp liên bang đã không có một cái đường lối, một cái chính sách rõ ràng để giải quyết về vấn đề gia cư. Mà vấn đề gia cư nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là sở hữu chỗ ở của mình, và thứ hai là làm sao mà cho những người muốn đi thuê, không muốn sở hữu nhà, muốn đi thuê nhà thì có dễ dàng hay không. Đó là cái vấn đề cung với cầu. Thì chúng ta là một cái nước đón nhận người di dân hàng năm, thì nếu mà Lily thấy được những cái thống kê là gần 200.000 người nhập cư vào Úc, chưa kể những người tạm trú, những người visitor mà ở đây lâu dài, thì tất cả mọi những người đó đều cần phải có chỗ ở. Cho nên thống kê thì cho thấy là nước Úc 25 triệu dân, mà thật sự ra rất là nhiều người cái nhu cầu. Cho nên là nhu cầu đi thuê luôn luôn cao hơn cung. Vâng, rất là như vậy. Và vì đó là cái mấu chốt của cái vấn đề, mà những cái trợ giúp mà nhiều người cho rằng có một cái tính cách rất là tạm thời và mị dân, nó không có đem lại, nó chỉ làm đổ dầu vô thêm lửa là cái giá nhà nó cao hơn. Như là không biết là chính phủ liên đảng và chính phủ lao động đã có những cái chính sách ra ở thập niên trước là First Home Owner Scheme, rồi giảm cái này, giảm cái kia, hỗ trợ cái nọ. Nhưng mà thực sự ra đó là vấn đề lấy band-aid mà ấy thôi, chứ không có giải tỏa được một cái cụ thể. Phải làm sao mà cho cái supply là cái cung nó phải đều, và phải mình phải ước lượng được là nếu mình cho bao nhiêu triệu, bao nhiêu trăm ngàn người di dân vào thì cái số lượng chỗ ở phải ở đâu, và phải phân phối đều những cái nơi ở cho những người di dân, thì lúc đó chúng ta không mới bị bế tắc. Chẳng hạn như là ai có cơ hội là đến Sydney, bên là hai cái thủ đô lớn nhất của Úc, hai cái thủ đô mà sinh sống đó, còn thủ đô là Canberra, thủ đô chính trị chúng ta không nói, ai cũng xuống Sydney bên, thì chắc chắn là hai thành phố này nó sẽ có cái sự bùng nổ về cái cung của nhà cửa, và nó dẫn đến những cái chuyện vô gia cư. Thì khoảng 5 năm, 10 năm gần đây thì cái số lượng người vô gia cư ở ngoài đường rất là nhiều, mà chúng ta thấy rõ luôn, từng không ngoại ở thành phố không mà ở ngoại ô cũng vậy. Thì đó là một cái vấn nạn. Cho nên cái vấn nạn nó đi liền với nhau về cái housing crisis,
làm cái khủng hoảng về nhà cửa nó dẫn đến rental crisis. 10 năm trước đó thì cái vấn đề mà nhà cửa đó nó dẫn đến một cái tệ nạn là một căn nhà đưa ra thì có khoảng chừng cả 100 người đến để coi, để thuê, chứ không phải là để mua, để thuê thôi. Thì cái lúc đó là cái số lượng du học sinh nó quá đông. Nhưng mà chúng ta quay ngược lại sau một thời gian, chúng ta quay ngược lại chuyện của 11 năm về trước, là chúng ta đang ở cái tình trạng mà thiếu thốn nhà để thuê, và cái giá cộng thêm với lại cái tình hình vật giá leo thang nữa, làm cho những người mà không có khả năng mà trả được tiền thuê nhà, chứ đừng có nói chuyện mua nhà, chúng ta nói chuyện mua nhà sau. Nhưng mà với cái chuyện thuê nhà thuê là, rất khó. Dạ, cũng đã khó rồi. Như Lily vừa nói là cái lợi tức là phải 30-50% để mà lo cho chỗ ăn, chỗ hàng tuần. Thì cái đó là cái vấn nạn. Thì tại sao một cái nước mà gọi là văn minh, hay là một cái nước mà đã phát triển như vậy, chúng ta lại vô trong cái tình trạng như vậy? Đó là những cái chính sách đường lối lâu dài của chính phủ liên bang đã không có cái đường lối kế hoạch từ trên xuống dưới, là ba cấp chính quyền, để mà có một cái cách thức mà vừa giãn dân mà vừa phải chia đều cho dân số, và làm sao những cái nơi mà đưa người đến là phải có đủ những cái accommodation cho họ. Cái đó là một chính sách rất là lâu dài, và nó đòi hỏi một cái sự kết nối giữa ba cấp chính quyền, mà chắc chắn là về nhìn cái địa bàn chính trị thì khó có thể làm được. Là tại vì một nếu mà chúng ta nói về chính trị đó, ở liên bang chỉ có 3 năm thôi. Một thời gian quá ngắn là 2 năm rưỡi là phải chuẩn bị bầu cử tới rồi, cho nên sẽ không làm được nhiều hơn những cái đường dài mà cái đường lối chính trị đó, thì cái đảng nào cũng muốn giữ ghế, cho nên là những cái đường lối chính sách đó, nó hơi có cái vẻ chấp vá nhiều hơn, chứ nó không phải là ra một cái solution. Cho nên vì chúng ta đã, tôi nói chúng ta, chính phủ liên bang đó không có một cái đường lối chính sách rõ ràng từ 20 thập niên trước, cho nên sau 20 năm chúng ta bị cái tình trạng bị rơi vào cái tình trạng khủng hoảng nhà cửa như vậy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như phân tích của kế toán gia Paul Huy Nguyễn, thì chính phủ liên đảng hiện nay để giải quyết được cái khủng hoảng nhà cửa thì có lẽ phải giải quyết được cái nguyên nhân sâu xa, đó là phải tăng cái cầu lên, bởi vì cái cung tăng cái cung lên, bởi vì cái nhu cầu thì luôn luôn ở mức cao, như thế thì mới đáp ứng được cái nhu cầu, đặc biệt là trong giới trẻ, không thể khiến nhiều người phải trở thành vô gia cư như cái thống kê mới công bố. Và mặc dù trong 2 năm vừa qua, 2020 và 2021, thì chính phủ liên đảng của Thủ tướng Scott Morrison cũng có rất nhiều cái biện pháp để hỗ trợ người mua nhà đầu tiên, như là chính phủ đảm bảo 15% cái tiền đặt cọc, tức là người mua nhà chỉ cần có 5% tiền đặt cọc là có thể mua nhà được. Thế nhưng mà nghe thì rất là đơn giản, nhưng mà thực tế thì lại cũng không, trên thực tế thì lại không có nhiều người mua được nhà hay là được hưởng lợi cái chương trình này. Và trong cái cuộc vận động tranh cử tuần qua thì chính phủ liên đảng cũng đã lại cam kết sẽ nâng cái mức số người được hưởng cái chương trình mà chính phủ bảo lãnh 15% cái tiền đặt cọc này lên tới 50.000 người nếu mà chính phủ liên đảng thắng cử. Tuy nhiên ngay tiếp sau đó thì chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison cũng lại đưa ra một cái điều kiện, đó là kể từ ngày 1 tháng 7 tới thì cũng đặt cái mức trần giá nhà mà mỗi người tham gia cái chương trình này được hưởng. Chẳng hạn như là ở Sydney, nơi có cái giá nhà rất là đắt đỏ, thì có cái mức trần cao nhất là chỉ 900.000 mà thôi. Tức là điều này có nghĩa những ai muốn mua nhà 1 triệu thì sẽ không được tham gia cái chương trình bảo lãnh của chính phủ. Mà trong bối cảnh thì lãi suất cũng lại chuẩn bị gia tăng do cái lạm phát gia tăng. Thế cho nên là thực tế là sẽ càng khiến có ít người tham gia cái chương trình này hơn. Dạ, vâng, tại vì nếu mà chính phủ đưa ra những cái biện pháp như thế này thì nó cũng tương tự như là cho 14.000. Thì cái giá thành hay là cái giá mà cái dưới 100.000 thì sẽ là biến cái thị trường đó, cái sôi động đó là một cái sôi động giả tạo, là tại vì ai mà có 5% là nhảy vô thị trường mua nhà được. Cho nên là cái đẩy cái giá của cái nhu cầu nó càng cao hơn thì nó lại trở lại cái housing boom. Mà chúng ta tôi bảo đảm là nhiều người dân đã không muốn nhà tăng mà một cách vô lý như thế này nữa, là tại vì người ta vẫn lo lắng cho con cháu của họ là sẽ không có khả năng. Và Lily cũng thấy là những cái thống kê cho thấy là hay là những cái sự thăm dò cho thấy là người trẻ đã bắt đầu give up, là coi như là không có, coi như là từ bỏ cái ý định mua nhà, bỏ ý định đi, và coi như là cô quên đó là một giấc mơ, thì nghĩ là mình không thể nào với tới không được, không thể nào với tới được. Cho nên có lẽ là hay nhất là để cho thị trường tự nhiên chỉnh lại cung và cầu,
Và chính phủ, đối với chính phủ thì chính phủ phải cố gắng làm sao mà để giảm bớt những người làm cho nhà cửa nó không phải là một cái dụng cụ có lợi về thuế vụ. Thì thật sự ra cái đó nó rất là sensitive, có nghĩa là nó rất là nhạy cảm. Tại vì nếu mà chính phủ thay đổi những cái đường lối mà đánh vô hay là giảm đi những cái sự ưu đãi về thuế vụ cho đầu tư nhà cửa đó, thì nó sẽ làm cái sự phẫn nộ của những người đang đầu tư. Cho nên truyền thống là trong suốt nhiều thập niên qua đó, họ không dám đụng đến những cái sự thay đổi đó. Mà thật sự là nếu mà họ làm một cái liều thuốc đắng mà để giảm cái sự mong muốn đầu tư của người đầu tư đó, thì tự nhiên nhà cửa nó sẽ lắng động ngay. Nhưng mà vì cái mấu chốt là họ không thể làm được chuyện đó, cho nên là nhiều người đầu tư họ thấy tiền ở ngân hàng không làm gì hết thì họ phải mua cái gì đó. Thì vì những cái suy nghĩ mà nó rất là đơn giản, nó dẫn đến một cái sự bùng nổ, hàng triệu người cũng suy nghĩ như vậy. Thì nhà cửa nó phải tiếp tục nó lên. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên thế giới thì Trung Quốc hiện nay cũng đang quyết tâm theo đuổi cái chiến lược là không còn ca nhiễm COVID-19 nào. Do vậy mà nước này cũng đang thực hiện rất nhiều cái biện pháp nghiêm ngặt, trong đó có phong tỏa. Và đương nhiên là áp dụng biện pháp phong tỏa thì mọi hoạt động sản xuất cũng phải dừng lại. Và điều đó không chỉ ảnh hưởng tới kinh tế của Trung Quốc mà ảnh hưởng tới kinh tế của toàn cầu. Bởi vì Trung Quốc không chỉ là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới mà còn là công xưởng sản xuất hàng hóa cung cấp ra tất cả các nước trên thế giới. Do vậy mà riêng đối với Úc Châu thì cũng có hai vấn đề mà người ta cũng đang lo ngại là sự suy giảm kinh tế của Trung Quốc cũng có thể ảnh hưởng tới Úc Châu. Đó là thị trường nhà cửa và nguồn cung hàng hóa. Vì phần lớn hàng hóa bán ra ở Úc Châu hiện nay là đều có xuất xứ nhập từ Trung Quốc. Và trước hết là vấn đề thị trường nhà cửa. Thì thưa anh Huy, liệu Trung Quốc giảm hạ thì có làm hạ giảm cái cơn sốt nhà cửa ở Úc Châu hay không? Bởi vì trước đây giá nhà Úc luôn hot là do cái rất nhiều nhà đầu tư từ Trung Quốc đổ tiền vào thị trường này. Vâng, thì nếu mà chúng ta nói về chữ slow down đó là tôi cũng rất là ngạc nhiên là tại sao Trung Quốc lại chọn một con đường trong khi thế giới đã mở cửa và chúng ta phải chấp nhận là sống với cái flu COVID, chúng ta gọi là cái flu để bị cảm COVID đi. Chứ cũng nói là bây giờ thì ai cũng chủng ngừa ít nhất là khoảng 3 mũi rồi, phải không? Đa số là 3 mũi rồi. Thì chúng ta phải sống, nhưng mà Trung Quốc thì lại đi theo một cái chính sách nó... Gần như nước duy nhất còn lại trên thế giới hiện nay đi theo cái hướng ngược lại. Và một cái thành phố như Thượng Hải 26 triệu dân mà khóa người ta đã cả bao nhiêu tháng như vậy rồi, thì cái thiệt hại về kinh tế nó vô cùng. Cho nên cái vấn đề slow down đó là một cái chữ mà nó gọi là cái làm cho thế giới sợ hãi. Tại vì trung tâm sản xuất những cái vật đồ, những đồ dùng cái sai cũng xuất phát từ Trung Quốc, mà họ đóng cửa như vậy, họ bế môn tỏa cảng một cái thời gian như vậy, rất ảnh hưởng rất là lớn. Thì trước cái COVID đó, thì người ta hay nói là nếu mà kinh tế của Trung Quốc mà bị cảm lạnh á, hay là không, kinh tế mà Trung Quốc mà bị hắt hơi thôi, thì chúng ta bị cảm lạnh. Mà rõ ràng như vậy, tại vì một cái nền kinh tế Trung Quốc nó quá lớn. Chúng ta là một cái nước mà trading partner, là một cái buôn bán với Trung Quốc, mà một buôn partner rất là lệ thuộc vào Trung Quốc. Cho nên nếu mà Trung Quốc chập đi hay là giảm cái tổng sản lượng GDP đó, chắc chắn là sẽ ảnh hưởng. Thì khi mà họ giảm như vậy đó, thì những cái nhu cầu về sắt thép, về quặng mỏ, về những cái đồ dùng hay là cái gì, hay là những cái tài nguyên của Úc bán vào Trung Quốc cũng bị yếu kém đi. Nhưng mà thưa Lily, nó có một cái mặt khác mà người ta nhìn lại nó là một cái tích cực hơn. Là mỗi lần á, mà kinh tế của Trung Quốc mà nó bị xuống á, thì Đảng Cộng sản Trung ương của Trung Quốc đó hay có cái chiến dịch là bơm tiền vô hay là kích cầu. Thì nếu mà họ kích cầu như vậy đó, thì họ lại đưa tiền vào trong cái nền kinh tế của họ như là họ đã làm mấy lần trước. Và tự động là họ phải đưa những cái xây dựng lên. Cũng có thể là giá quặng sắt, quặng mỏ, than của chúng ta sẽ được cao hơn. Cho nên chúng ta phải nhìn vô hai cái khía cạnh. Cũng hay là có nhiều phân tích là lần này nếu mà Trung Quốc thật sự là slow down vì cái sự đóng cửa của COVID nó quá lâu, thì có lẽ là Tập Cận Bình phải lại rót tiền vào trong cái nền kinh tế và từ đó cái kích thích lại một lần nữa. Thì chúng ta lại có lời, như là chúng ta đã có lời về cái giá quặng sắt của chúng ta lên ở một cái mức rất là cao trong cái thời điểm COVID. Vâng, thưa quý vị và các bạn, quan hệ giữa Úc Châu và Trung Quốc thì luôn căng thẳng trong mấy năm vừa qua. Thế nhưng mà thực tế quan hệ về thương mại thì lại không hề giảm hạ nào.
các cái báo cáo cũng cho thấy là giá trị thương mại kim ngạch buôn bán hai chiều giữa hai nước vẫn đạt tới 245 tỷ đô la hàng hóa và dịch vụ được trao đổi. Kể cả vào năm 2020 do đại dịch xảy ra thì cũng không hề bị ảnh hưởng. Mà Úc Châu thì lại đang xuất khẩu quặng mỏ và thép sang Trung Quốc. Và nếu như anh Huy nói, nếu mà chính phủ của Trung ương Trung Quốc mà bơm tiền vào nền kinh tế thúc đẩy cái lĩnh vực xây dựng thì rõ ràng là Úc Châu sẽ được lợi từ vì việc mà giá sắt thép, giá tài nguyên của mình lên. Có một câu hỏi mà nãy Lily hỏi mình cho chúng tôi quên trả lời, đó là liệu rằng tình hình nhà cửa như thế nào? Thưa Lily và thưa quý vị, thì đối với cách nhìn của chúng tôi đó, Úc là một cái điểm đến an toàn để đậu những cái tài sản của những nước lân cận, nhất là ở khối Á Châu. Cho nên nếu mà chúng ta nói cái nhu cầu nó có hay không, thì có lẽ rằng nếu một người mà sống ở Malaysia đi, hay là sống ở Thái Lan, hay là sống ở những cái nước ở Đông Nam Á và Trung Quốc cũng hay hạn, thì khi mà họ nhìn đến Úc á, là họ muốn gửi con cái qua đây học và sẽ có một cái nơi mà hình như là ai cũng, những người Á Châu mà trung lưu hay là thượng lưu thì họ cũng có muốn một cái điểm đến ở đây mà để đậu những cái tài sản của họ ở. Tại vì có lẽ là họ nghĩ rằng ở đây là, tôi phải nói là safe haven, một cái nơi an toàn. Cho nên á, là dù bất cứ cái biến cố nào đi chăng nữa, dù là chính phủ có trả đũa, chính phủ Trung Quốc có trả đũa Úc về kinh tế chẳng hạn, nó không thể nào mà ngăn chặn người dân mà đưa con cái qua đây học hay là đầu tư ở tại Úc. Là tại vì cái thực chất của nó vẫn là cái thực chất là chúng ta là cái điểm đến. Cho nên cái nhu cầu về nhà cửa nó vẫn rất là cao. Ngay cả các nước như là Ấn Độ và những cái nước như Pakistan, Sri Lanka, họ vẫn có cái mối quan hệ và ai cũng muốn được sống ở đây. Đa số, chúng tôi nói là đa số được sống ở đây. Nếu không là có quốc tịch thì cũng là thường trú nhân và có một cái nơi để mà họ đầu tư, thì cái đó là cái điểm mà nước Úc đang thu hút về vấn đề nhà cửa. Cho nên cứ một năm mà mấy trăm ngàn người di dân vào, rồi chưa kể những người là không phải là thường trú nhân vẫn có cái ý định là mua nhà ở đây. Cho nên để trả lời câu hỏi của Lily đó, là tôi không nghĩ là, có thể là người địa phương vì cái lãi suất tăng có thể chậm lại, nhưng mà chúng ta không thể ngăn chặn được những cái người từ nước ngoài, mà từ nước ngoài định cư tại đây và họ là cái người mà thường trú nhân thì họ có quyền họ mua. Cho nên cái nhu cầu nó vẫn tiếp tục cao, nhất là trong cái thời điểm mà biên giới trong những một vài năm tới sẽ mở cửa, nó hoàn toàn mở cửa đó, là không còn những cái giới hạn gì đó, thì chắc chắn là cái nhu cầu nó sẽ lại nhiều khi lại cao hơn. Vâng, như sự phân tích của anh thì cho thấy là thị trường nhà cửa Úc chắc chắn là sẽ không hạ nhiệt. Vậy thì anh có khuyên những người nào mà đang muốn mua nhà thì có nên nhanh chóng triển khai việc mua nhà hay không? Bởi vì chắc chắn là không thể nào chúng ta ngồi chờ giá hạ được. Vâng, có lẽ là chúng ta phải nhìn vào hai thị trường khác nhau. Một cái thị trường cho những người địa phương và những cái thị trường cho những cái người mà coi đây là một cái nơi an toàn, ở điểm đến để họ đầu tư, là họ thứ nhất là những người mà có rất là nhiều tiền ở nước ngoài và muốn có cái sự ổn định ở đây, thì họ không có quan tâm về lãi suất ngân hàng, họ không quan tâm về cái giá, mà họ muốn cái điểm đến và cái điểm tốt mà thôi, thì cái đó là một cái thị trường hoàn toàn khác. Chúng ta đang nói về một cái thị trường thứ hai, là cái thị trường cho đại đa số người dân Úc và những người mà chúng ta gọi là young couple, hay là những người mà hai vợ chồng trẻ. Có một gia đình mới, hay là gia đình mới có một hai đứa con xây dựng một cái nơi mà để xây dựng gia đình đó, thì chúng ta phải có một cái nhà. Thì những người đó sẽ là những người bị ảnh hưởng của năm 2022 khi mà Reserve Bank tăng cái lãi suất ngân hàng, có lẽ là họ tiên đoán là thẳng tháng 6 là họ cái lãi suất bắt đầu tăng. Thì từ cái mốc điểm đó trở đi đó, thì tình hình nó sẽ khó khăn hơn, và cái sự hạ nhiệt của cái thị trường đó nhất là nó sẽ hạ nhiệt khá nhiều. Thì nói về Sydney đó, cái nơi nào mà boom cuối cùng thì là cái nơi đó cũng là cái nơi mà xuống trước hết. Chẳng hạn như là thí dụ mà Lily thấy là cái thị trường của Sydney đi, những cái vùng phía đông và phía bắc đã qua một cái thời gian mà nó gọi là lúc boom, thì họ là những cái nơi mà những cái vùng giàu đó, thì họ là lên giá đầu tiên, rồi sau đến những cái vùng outer west, và đây là cái thời điểm này là cái thời điểm cuối cùng
thì nó lại lên cao nhất. Nhưng mà lỡ mà lãi suất mà nó tăng thì cái nơi đó là cũng là nơi xuống nhanh nhất. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cuối cùng thì cũng còn một vấn đề nữa cũng khá cấp bách đối với nước Úc, đó là vấn đề an ninh năng lượng. Khi mà một báo cáo cũng cho thấy là dự trữ nhiên liệu của nước Úc hiện nay cũng đã giảm, chỉ còn đủ dùng trong 68 ngày trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp. Điều này tức là thấp hơn nhiều so với cái mức yêu cầu tối thiểu là 90 ngày. Vậy anh Huy có nhận định gì về cái nguy cơ mà Úc sẽ thiếu cái năng lượng để sử dụng, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải hay không? Vâng, có lẽ là cảm ơn Lily đã đưa ra một cái đề tài mà gọi là tương đối khá quan trọng, nhưng mà ít lại người lại quan để ý đến hay là quan tâm đến, là tại vì nước Úc chúng ta là một cái nước mà về vấn đề địa lý rất xa mọi nơi. Chúng ta phải nói là rất xa mọi nơi. Cho nên là nếu những cái biến cố xảy ra, nhất là về chiến tranh hay là an ninh quốc phòng đó, thì chúng ta nếu mà có cái sự gián đoạn đó, thì chúng ta sẽ bị gặp rắc rối khá nhiều về vấn đề nhiên liệu. Là tại vì cái kho dự trữ của trên thế giới là khuyến khích lúc nào một nước cũng phải có 90 ngày để cung cấp cho vấn đề nhiên liệu cho cả quốc gia. Thì Úc của chúng ta là bây giờ rơi vào cái tình trạng 68 ngày là một cái tình trạng mà phải bắt đầu báo động. Cho nên là nếu mà chiến tranh tiếp tục hay là có những cái sự mà disruption, là những sự gián đoạn và để phân phối nhiên liệu qua tới bên này, vì bất cứ một cái lý do nào về supply hay là về tình hình bệnh dịch hay là những cái chiến tranh nó có gây cản trở vấn đề giao thông đó bằng đường biển qua đó, thì chúng ta có lẽ là rất là có cái nguy cơ là phải báo động, là phải, nếu mà chúng ta bị trường hợp đó, cái đầu tiên là phải rationing, cũng giống như là không biết tiếng Việt chúng ta gọi rationing là người ta phải thay phiên nhau mà mua như ngày lẻ, ngày chẵn đó. Đó là những cái trong vì những cái thiếu hụt nhiên liệu. Dạ dạ, vâng, nhưng mà khó khăn đó thì không phải là ai cũng được đổ xăng và phải ngày chẵn hay là bảng số xe đó. Thì chúng ta không muốn nghĩ đến, từ chưa bao giờ xảy ra tại Úc. Sau sau hơn 40 mấy năm ở đây thì chưa thấy chúng ta phải qua cái tình trạng đó. Nhưng nếu mà những chiến tranh có dài, kéo dài và dẫn đến những cái tình trạng mà bị gián đoạn hay là bị những cái nguy cơ mà không có nhiên liệu không tới nước Úc được á, tại vì nhiều người nghĩ bởi rằng vì hiện nay Úc là cũng phụ thuộc phần lớn vào việc nhập khẩu nhiên liệu từ nước ngoài. Vâng, cho nên nếu mà cái tuyến đường biển nó bị gián đoạn chẳng hạn, thế là tàu chở nhiên liệu không tới được Úc, rất khó khăn. Và vâng, và một trong những cái vấn đề an ninh quốc phòng đó mà đang gây xôn xao giữa hai đảng đang tranh cử, đó là vấn đề ở Solomon Island. Là tại vì Solomon là một cái nước đàn em ở Thái Bình Dương, là coi nước Úc như là một cái nước đàn anh, mà bất cứ lúc nào những cái chuyện an ninh quốc gia là họ phải đưa tay lên là cầu cứu. Nhưng mà bây giờ lại rước Trung Cộng vào để mà giống như là nhờ Trung Cộng để mà police như vậy, thì Úc có lẽ là rất là bị hụt hẳng, và người Úc đang quan tâm rất là nhiều, tại vì nó ngay cửa của chúng ta. Và bắt đầu có những cái tàu bè ký hiệp định rồi, thì tàu bè của những quân sự của Trung Cộng ngang nhiên đến cái Solomon Island. Và vì như vậy thì những cái sự bấp bênh của an ninh quốc gia của chúng ta nó càng ngày là một vấn đề mà cử tri cũng đang quan tâm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là một cái đề tài mà có lẽ cũng mất khá nhiều thời gian, và có lẽ chúng tôi sẽ trở lại với quý vị và các bạn trong một chương trình lần tới. Còn bây giờ, chương trình Thời sự nước Úc xin tạm dừng tại đây. Lily xin kính chào quý vị khán thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị khán thính giả vào tuần tới. Và cũng xin trân trọng cảm ơn anh Huy đã nhận lời tham gia chương trình. Vâng, cảm ơn Lily và xin chào tạm biệt quý vị khán giả của Việt First TV.